ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta cát bụi. Hãy chào cô chú anh chị, bà con cô bác trong nước ngoài nước đang xem trên kênh của Hải. Thì cô chú anh chị ơi, thì kênh của Hải mới làm rất là nhỏ, thì Hải mong cô chú anh chị bà con cô bác xem kênh của Hải, đăng ký kênh cho Hải để Hải có động lực đi thi. Hoàn cảnh khó khăn Hải quay làm cầu nối với chú anh chị. Thì vừa qua thì cô chú anh chị đã xem kênh của Hải, Hải rất cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh của Hải. Và Hải chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì bữa nay Hải qua cập nhật căn nhà của mẹ anh Sen cho chú anh chị coi, đội thợ đang đổ cọt lên và nối lên ăn đổ kèo đó. Thì hôm qua thì đội thợ cũng xây tới đà kiện hết chân rồi, thì bữa nay còn nối cọt lên thêm nữa đó. Đây là phần nhà trước thôi chú anh chị đó. Thì Hải làm nhà từ thiện cũng là nhiều căn rồi, thì cái nhà từ thiện chỉ ngang 4 mét dài 10 mét tới 12 mét thôi. Ngôi nhà mẹ anh Sen thì Hải làm mà thì đất này nó rộng nên Hải làm ngang 4 mét rưỡi, dài 14 mét rưỡi, và có nhà trước nhà sau luôn. Thế ra mẹ anh Sen cũng là tuổi lớn tuổi rồi nên muốn làm nhà sau cho mẹ anh Sen để mẹ anh Sen nấu củi của chú chị. Thì tiền yoga thì mẹ anh Sen không có, nên mình làm cái bếp củi riêng, bếp ga riêng đi cho mẹ anh Sen. Dưới quê mà củi rất là nhiều nên cho mẹ anh Sen chùm củi dễ hơn, đỡ tốn tiền ga đó. Thì bữa nay Hải qua cập nhật cho cô chú chị xem là nhà mẹ anh Sen nè đó. Chắc hết tuần nay thì mình được đột rồi. Bên đây phần nhà sau nè, này cột nè, cột này qua bên đây là nhà sau. Thì nhà sau cũng hãy xây cho luôn và lọc hai mấy miếng tôn sáng cho mẹ anh Sen đó. Cái motor đang bơm nước lên tưới cái nền cho nó ngập nước đó, đừng cho nó lúng giống vậy đó. Thì nhà mẹ anh Sen thì có nước lọc không, thì có nước máy thôi đó. Bên sau này hãy làm thì hãy làm cái bụng nước bên đây nữa, làm chân bùn nước để cho mẹ anh Sen tài nhưng mà đủ tiện nghi trong nhà đó. Thì sáng bữa nay Hải qua thì Hải có một người chị ở đây á, thì gửi thuốc cho mẹ anh Sen, nghe nói mẹ anh Sen nhức lưng của chú chị nên gửi cho Hải cho mẹ anh Sen uống một viên thử coi, nghe nói thuốc này hay lắm đó. Thì Hải mời của chú chị vào trong nhà để hỏi thăm mẹ anh Sen coi. Bà đang ngồi chiếc này không chị? Bà, có nhà bà? Bà khỏe không bà? Khỏe không? Khỏe vậy, anh chèo cái lưng nhất bằng đêm ngủ không được, nó bằng ngày con chịu không nổi. Bà họ nghe nói dán thuốc dán giờ chưa hết nè, chưa đỡ nè. Dạ. Bà đừng có làm nữa, cái gạch đó để cho con làm đi, đừng khòm lên khòm xuống nữa. Mà cái quen tay rồi. Dạ. Ở yên. Tại bà làm nặng quá, bây giờ cái lưng mình khòm lên khòm xuống nó mất cái thế á, thì nó chật cái lưng nó lâu lành lắm. Ừ. Rồi tay chân còn nhức không? Có chứ. Dạ. Mà đều cắn răng chịu đựng chứ. Hăng thở con cái cho nó buồn không? Bởi vậy. Cứ nín khe vậy cười hết. Khe tét thì con chào cười. Vậy thôi. Bà nói nụ cười, cười trong sự đau khổ bà. Cười đúng không? Có, cô Thảo là biết ý một ý với tôi. Dạ. Chuyện một ý với tôi. Trời đi cô ơi, biết sao bà, biết sao mình nói ha. Vui vẻ mới đẻ ra tiền, buồn phiền sinh ra bệnh tật. Đó, cứ vui vẻ lên. Đó. Vui vui. Dạ. Vui mà chọc chân nó. Dạ. Tại vì tụi con đi làm nhà người ta cũng vậy, bà biết không, mình đi làm nhà người ta mặt mình phải vui vẻ cho chủ nhà người ta là dễ làm ăn. Trong khi con đi làm nhà người ta mất đồ mất gì con cũng vui vẻ lên nè, cười lên, nhưng mà cười trong sự đau khổ cũng vẫn cười đó. Sao mà hai người nói chuyện hợp với bà quá vậy? Chắc là kiếp trước mẹ con quá, bây giờ kiếp này thì con đi đầu thai người khác. Tại vì mình đi đâu cũng vậy, đâu phải mình cái mặt mình buồn hiu, mình vui vẻ lên đi đó, vui vẻ lên đi cho nó đời, cho đang mình sống mình phải vui vẻ lên, đừng có sáng sớm mà thấy mặt một mâm là thấy không thích rồi. Mà kẻ cái thuốc gì nó vô mắt nó rít một năm hay rồi chịu không, cái mắt nó bị mờ mờ phải không, nó nhiễu thuốc vô mắt rồi nó rít in cái dạ bánh tráng vậy.
Vậy hả? Ông con quay video lên đó thì nghe nói á, má thì nhức lưng á, chẹo lưng đó. Thì có một người cô bà ổm qua đi du lịch nè. Mà gửi cho con chỉ một viên thuốc thôi cho bà uống thử. Nói thuốc này nè bà. Uống nguyên viên luôn hả? Uống nguyên viên luôn, uống một viên một à. Đó. Chị xương khớp với bị gai cuộc sống á. Uống phải hết là mừng biết. Uống coi rồi ngày mai trả lời cho con, nếu mà hết nè thì bạn người cô gửi về thêm à. Mà chỗ nào nhất chị lắm mới uống nha à. Nhất á đó. Ngồi vậy cười tét tét vậy mà dạ. Nhất không lẽ đó. Con thấy lúc mà con xây nhà bà tới giờ thấy bà giống như là vui vẻ lên phải không, thấy mặt tươi hơn phải không? Tươi bề ngoài thôi. Dạ thì con nói cười trong sự đau khổ rồi. Ban đêm thì nhất lên có hai người à, Hải với cô Thảo hả? Dạ. Bà Hằng nhất. Dạ. Còn bao nhiêu? Thì bữa nay con qua đi con báo tin mừng cho bà là số tiền nhận xây nhà của bà nhà tường thì con nhận gần đủ rồi. À. Thì cô Thảo thì gửi cho con là 3.000 đô. Ừ. Và cô Linh thì gửi cho con là 1.000 đô. À. Và cô Liên thì ở nước ngoài cũng gửi cho con là 10 triệu. À. Thì tổng số tiền Hải nhận được là 106 triệu. Trời mừng quá trời mừng. Với bây giờ căn nhà này con nhận tới là số tiền Hải nhận được của mình thằng Quân là 106 triệu. À. Còn tiền xây nhà của bà là hoành tráng luôn á. À. Luôn nhà trước nhà sau 128 triệu. À. Bây giờ thì còn thiếu 22 triệu, có gì bà bán củi trả con từ từ ha. Ông mà đi chặt được đâu, củi này củi của ông Dũng mà. Vậy của con hả? À, tôi trụng khính đó, mỗi ngày trụng khính của người ta đó. Dạ, không đi chặt củi bán hả? Nghĩ ôi, bây giờ cục vàng cũng không đi hốt nữa. Đi không nổi đâu, đặt không có nổi đâu, già rồi. Hết đi rồi, ai nói gì nói. Dạ. Tại vì bà biết con thấy hoàn cảnh của bà, con xem bà giúp ông ngoại con đi. Thứ nhất là bà cực khổ hồi nhỏ tới lớn. Rồi bà năm nay cũng là 88 tuổi rồi, hơn nửa đời rồi. À. Chưa có được căn nhà mà cái nhà tường hoành tráng giống người ta. Nền thì nền đất, nhà thì không có cái vách. Đó, nên con thấy rất là tội. Nên con thấy hoàn cảnh của bà con rất là tội. Đó, mình đặt ví dụ giống như bà đúng không, bà ngoại con đi. Hay là giống như mẹ con đi. Tại vì mình không có đất đai á bà. À. Nhà bà giống như con cũng vậy. Con đông mà người đâu có đất đai gì đâu. Nên con cũng có rớt xuống hoàn cảnh đó mới con biết. Con như đi xây nhà cho bà thì con giống như muốn đủ tiền công cho đợi thợ được rồi. Còn đồ đạc của con thì con đem qua đem về là khỏi cần lại cũng được nữa. Đó, chứ không phải là xây nhà từ thiện lời 10 triệu, 20 triệu. Cái đồng tiền đó bà biết sao không? Giống như là mình ăn không có ngon đâu. Thứ nhất đồng tiền cũng mồ hôi nước mắt của cô chú anh chị trong nước ngoài nước gửi cho một người 5 triệu, 10 triệu. Đó, lắc. Nhưng con thấy bà con rất là tội, con chỉ mong là xây nhà cho bà được nhà tường che nắng che mưa là con rất là vui rồi. Đó, cho bà yên tâm bà sống thêm 30 tuổi nữa. Được không? 30 năm nữa. Ở tới đâu hai tới đó, nhất sao bây giờ trời kêu nấy dạ. Bây giờ con nói với bà vậy nè, bà vì có cái nhà rồi. Rồi bà, con thấy hoàn cảnh của bà, con thấy rất là tội. À. Thứ nhất ở hai mẹ con à. Rồi một người con thì người chị đó thì mắt thì bị mờ nữa. À. Nên bà cũng là lớn tuổi rồi, mỗi khi mỗi đêm á mình đi nhà vệ sinh thì đi ngoài sông. Đó. Nên tối hù à, nên nói là hồi không muốn chị là làm nhà vệ sinh cho bà và nhà tiền chế thôi. À. Đó, bây giờ giống như là đủ duyên cô chú anh chị thương bà đó. Là gửi tiền cho con thì xây nhà tiền cho bà con rất là vui. Nhưng mà kinh phí thì nó còn thiếu 22 triệu nữa là được cái nhà tường hoành tráng rồi. À. Đó. Thì cô Thảo nói là cho bà là vui vẻ lên đi và ăn uống nhiều vô, đừng suy nghĩ nhiều nữa. À. Đó. Tôi cảm ơn trong nước ngoài nước cho tôi á. Tôi không có quên ơn tới chừng tôi chết đi, tôi cũng còn nhớ mãi mãi. Dạ. Yeah. Tại vì tôi nói trước quên sau, tôi cảm ơn hết tất cả. Dạ. Yeah, yeah. Tại vì con đi làm nhà từ thiện cũng con làm nhiều căn rồi. Thứ nhất nhà ta chỉ có ngang 4 mét thôi, à. Dài 11-12 mét à. À. Còn nhà của bà, con thấy đất của bà thì nếu mà chia ra làm hai nền thì không có được.
mà làm một nền nhỏ thì bỏ đất nó uổng à. Nên con làm bên đây cho hết đất, con chừa bên kia cái đường đi vô nhà của con của bà đó à. Để con mình làm đám làm gì mình có đường đi ra vô, nên con làm nhà cho bà ngang tới 4,5 m, dài tới 14 m lận, có nhà trước nhà sau luôn à. Và sẽ làm bếp củi cho bà ở sau, chỗ giặt đồ nè, chỗ nấu ăn nè, là trong nhà hết, mai mốt là không có ra ngoài này nữa ha. Con làm đủ tiện nghi hết á. Trời mừng quá trời mừng ơi. Dạ. Mừng không có lấy cái gì mà biệt được nữa. Dạ. Chứ bà biết sao, nhầm khi con thấy á, người ta mới ba mấy 40 tuổi nhà lầu xe hơi, cái đó là phước của người ta. Còn những người thì con đông mà không có nhà ở, không có gì ăn, những người không có con cái mặn không hết. Đó, chầu ở thì ở không hết, nhà xây thì không có ai ở. Đó, khổ vậy đó. Bởi vì con thấy hoàn cảnh của bà con rất là thương. Đó, vô bà không thấy là chuột không à. Chuột đi học nước. Biết đi đâu. Bây giờ lần này nó làm hang hết được rồi. Con đổ đà hết trơn rồi. Giờ đi đâu mất tiêu rồi. Đó. À, nó còn cái chòi nè, nó dạ. Chạy nó. Thế còn cái chòi này nó vô trong này nè. Nó vô nhóc luôn. Dạ. Rồi con làm nhà xong xuôi dở này ra ha. À. Cái bếp á đừng để trước nhà, nó không có tốt phong thủy ha. À. Bà dùng dở con ra rồi ở sau mình để củi sau. Tại ăn sao đó nước ngập á. Dạ. Ta mới dời lại trước. Dạ. Ở trước cũng nước ngập luôn rồi. Ngập luôn. Ai nhờ trắng nền nó mừng quá trời mừng. Dạ, nhà con trắng nền đi không ngập nước nè. 9-10 giờ mấy đứa cháu khóc, cháu nội cháu ngoại gì nó chạy. Ô, trời ơi, nó mừng á. Khỏi cơ ngủ đâu. Dạ. Đó. Nó nói hồi nào tới giờ không có đường lộ, bây giờ có đường lộ. Dạ. Nó mừng lắm. Giờ có đường lộ, có nhà tường luôn. Ừ. Dạ. Mấy đứa cháu nó mừng. Dạ. Thì bà hổng của Thảo gửi tiền cho bà, kêu bà ăn uống nhiều nhiều vô, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ừ. Mình tuổi già rồi. Đó. Cháu có ba mấy mấy à. Dạ. Đó. Vậy đi bà ơi, bà ăn uống nồi uống thuốc ra vô thử đi. À. Dạ uống coi rồi có hiệu quả gì thì nếu mà đỡ thì con cô ở Tây gửi thêm cho uống. À. Cái này cho uống thử coi bà ha. Cái thuốc này hay lắm. Dạ cho hết đi. Dạ. Cái mặt tiền thì đổi thợ hãy cũng xây xong rồi chú chị đó, cho con mặt tiền đó. Còn phần đi phần lan can hai bên thì hãy làm căn nhà, mỗi căn nhà thì chỉ khác nhau. Căn nhà mẹ anh xin thì làm cái lan can cho mẹ anh xin nè, chiều chiều ra đi ngồi đó, mua cái phần mặt tiền xây nè đó, nên mà xây cái mặt buồng ở trong đó như vậy. Ăn nổi cột lên thêm nữa, mình xây tè mái, mình đổ thêm cái đà, đổ thêm cái kèo mình lọc được. Thì hãy quay video này lên, mong cô chú anh chị bà con cô bác trong nước ngoài nước chung tay giúp đỡ cho bà đủ duyên, thì hãy làm mình tráng luôn cô chú anh chị. Thì số tiền hãy mới nhận được là 106 triệu thôi, thì chi phí căn nhà này hãy nói trên video trước là 128 triệu, thì điện nước đầy đủ mà dán len thôi, không có dán gạch. Bây giờ thì số tiền hãy nhận được mới được có 106 triệu thôi quý anh chị, còn thiếu 22 triệu nữa. Đó. Thì đủ duyên thì hãy làm bình tráng cho mẹ anh xem luôn, nhà trước nhà sau đó và phòng ngủ đầy đủ đó. Bên đây phần nhà sau của mẹ anh xem nè, này còn thiếu đất thì hãy chưa kêu đất vô thêm, làm một chiếc xong mình kêu đất đổ đi thêm nữa. Hãy thấy mẹ anh xin được căn nhà tường, mẹ anh xin rất là mừng chú chị ơi. Năm nay bà 88 tuổi rồi mới được căn nhà tường đó, nên rất là vui. Thì video Hải cũng dài rồi, Hải xin tắt lại đây. Mong cô chú anh chị bà con cô bác trong nước ngoài nước xem video của Hải thì đăng ký kênh cho Hải, và để Hải có động lực đi thấy hoàn cảnh khó khăn, Hải quay làm cầu nối chú anh chị. Hải xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.